Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Ông Giáo Hát. Chúc mọi người có một buổi sáng chủ nhật thật là vui vẻ nha. Và bây giờ mình đang đứng tại cái khung cảnh mà mình đã dựng clip bài hát Thần Thoại. Đây, quay cho mọi người cùng xem nha. Và mình xin đặt máy quay xuống ha. Mọi người chờ một xíu nha, nó hơi bị lắc. Rồi, đây là những cái cây cỏ mà mình cắt về để mà mình dựng nha mọi người. Thì bây giờ nó vẫn còn gọi là đẹp đẹp ha, nghệ thuật xíu ha, nhưng mà nó đã chết khô rồi. Đó, cho mọi người thấy. Làm YouTube cũng hơi khổ cực nha mọi người, nắng nóng là thiết kế, suy nghĩ, ý tưởng, sáng tạo này nọ vân vân, rất là nhiều cái vấn đề. Rồi thì bây giờ mình xin trình bày một số vấn đề mà thời gian qua 2 tuần thôi đã có rất là nhiều góp ý chân thành luôn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì lời đầu tiên mình xin cảm ơn mọi người đã vào kênh YouTube ủng hộ cho mình, kênh YouTube Ông Giáo Hát, đã xem, like, share và đăng ký kênh ủng hộ của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay mình làm clip này để mà mình giải thích với mọi người một số vấn đề. Trước tiên thì mình cảm ơn các bạn thời gian qua chỉ vỏn vẹn có 2 tuần thôi mà mọi người đã đăng ký xem cũng như là like cái kênh YouTube của mình, đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Thì vấn đề tiếp theo mình xin nói đến với mọi người đó là bài hát Thần Thoại. Thì bài hát Thần Thoại ở trong đó mình các bạn có nghe là được giọng hát nam và giọng hát nữ. Thì ở trong đó thì giọng hát nam đương nhiên là của mình rồi, nhân vật chính. Còn giọng hát nữ thì cũng vẫn là mình. Do cái đây là một giống như một cái tài lẻ của mình ha. Mình gọi là hát giọng giả thanh, mình ép tiếng lại để cho nó giống giọng hát của nữ hơn. Thì qua cái phần xử lý mic á, thì đó gọi là cái kinh nghiệm của mình, thì nhiều năm tháng mình học được, mình biết được mà mình ép hơi như thế nào và mình giả thanh như thế nào cho nó giống giọng nữ nhất có thể. Thì bây giờ nói không, có nhiều bạn lên nói là mình ghép cái giọng nữ vào, không phải là mình hát. Và có người thậm chí là cứ nghĩ đó là giọng nữ luôn chứ không phải là của mình. Thì bây giờ mình sẽ chứng minh luôn cho các bạn nghe giọng hát nam và giọng hát nữ trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay luôn nha. Mình xin phép mở bài hát Thần Thoại lên. Mọi người chờ mình một xíu nha. Có nhạc rồi mọi người chờ xíu nha. Mọi người chuẩn bị nghe nè. Nhìn thấy em, lòng anh nghe sao xuyến, mình xác bên ngỡ đâu còn rất xa. Dù nhớ thương làm cho trái tim anh buồn, mà vẫn không nên lời. Ngày tháng qua tình yêu anh chôn giấu, dù chúng ta vẫn hay gặp nhau, lòng bâng vui chờ mong tiếng em cười, chẳng muốn em u buồn. Người ơi anh có biết em đang chờ lời yêu anh dấu kín, mà sao em vẫn thấy anh âu
sâu. Mình anh với tương tư, giờ đôi ta đã đến bên nhau rồi. Mà sao anh trong nỗi, thời gian trôi nhanh quá em mong rằng mình sẽ mãi bên nhau. Mình mới thực hiện xong bài hát thần thoại với giọng hát nam và giọng hát nữ. Do buổi sáng chưa ăn sáng, với lại là giọng hát chưa được mở ra, mong mọi người cùng thông cảm nha. Mình xin nói về vấn đề tiếp theo. Thì mình vừa mới làm kênh YouTube được có 2 tuần thôi. Thì những cái sơ sót về phần chỉnh nhạc, về phần cắt clip, cũng như là dàn dựng, màu sắc, âm thanh, thu âm như thế nào đó, nó có bị trục trặc, nó có bị sơ sót một chút xíu. Mình nghe nói các bạn khán giả vào nhận xét cái bài hát thần thoại đó thì nói là mình hát nó hơi bị rè, trong quá trình thu âm nó hơi bị rè. Thì mình xin lỗi tất cả mọi người nha, nếu cái clip nó có hơi bị kém chất lượng thì mình đang khắc phục lại cái vấn đề đó, để khi mà mình hát lên, mình thu âm lên, nó sẽ nghe trong trẻo hơn ha mọi người ha, nó không có bị rè nữa. Cảm ơn mọi người đã góp ý rất là chân thành luôn nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Nhớ đăng ký, like, xem, share kênh YouTube Ông Giáo Hát của mình nha. Và nhớ ấn chuông thông báo để xem clip mới nhất. Và xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người sáng chủ nhật thật là vui vẻ nha.